Hello, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Meming Gaming. Như các bạn cũng đã thấy, kể từ giai đoạn đầu tháng 10 của năm 2023 cho đến nay, BTC đã tăng trưởng hơn 75% từ 25k cho đến hơn 44k. Và đi cùng với sự tăng trưởng của BTC là các token của một số dự án GameFi cũng đã tăng trưởng rất là mạnh. Điển hình là BigTime đã x hơn 12 lần, Ron đã x hơn 4 lần và IMX cũng đã x hơn 3,5 lần. Và đến ngay cả một số token của một số dự án GameFi chưa ra mắt như Cerebro hay là Illuvium cũng đã có sự tăng trưởng mạnh gấp 3 cho đến 4 lần ngay cả khi game của họ chưa ra mắt. Và trong video ngày hôm nay, Meming Gaming sẽ chia sẻ tới các bạn top 5 dự án gaming hàng đầu có tiềm năng tăng trưởng rất rất lớn cho mùa bullish tới. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần nội dung chính trong video ngày hôm nay thôi nào. Đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách này là hệ sinh thái game Oasis. Đây là một blockchain game đích thực dành riêng cho sự phát triển của các dự án gaming trong không gian blockchain. Về ưu điểm của dự án, đầu tiên chúng ta phải nói về đội ngũ phát triển của Oasis, gồm các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm đến từ cái nôi của ngành công nghiệp game Nhật Bản. Chưa kể, Oasis đã gọi vốn thành công với con số vốn không tưởng là 20 triệu đô la, được hỗ trợ bởi Republic Capital, Zoom và một số đối tác uy tín khác. Đặc biệt hơn hết, Oasis đã được Ubisoft, một gã khổng lồ trong ngành công nghiệp game truyền thống, chọn làm nơi phát triển cho dự án game Champion Static của họ, và dự kiến dự án này sẽ được ra mắt vào đầu năm 2024 tới. Điều đáng chú ý ở đây là tổng vốn hóa thị trường của Oasis mới chỉ khoảng 170 triệu đô la Mỹ, còn quá nhỏ bé so với các đối thủ cùng ngành khác nên tiềm năng tăng trưởng còn là rất lớn. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều là hoàn hảo khi mà Oasis đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức lớn đến từ những hệ sinh thái game hàng đầu khác về số lượng các dự án gaming còn hạn chế, hay cộng đồng hiện tại của họ vẫn chưa thực sự quá lớn đối với một số những hệ sinh thái khác như Immutable X hay Ronin Network. Tóm lại, Oasis hiện tại vẫn còn đang là một hệ sinh thái game mới mẻ và còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai. Với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm và đằng sau là sự hỗ trợ bởi những đối tác cực kỳ chất lượng, thì mình tin rằng việc Oasis tăng trưởng trong thời gian tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhắc tới mảng gaming trong hệ sinh thái của Arbitrum thì chúng ta không thể bỏ qua Chessua. Chessua là một nền tảng xây dựng và phát triển dành riêng cho các dự án Metaverse và NFT game, được xây dựng và phát triển trên Layer 2 Arbitrum. Về đặc điểm nổi bật của Chessua thì là về cơ sở hạ tầng mạnh mẽ của Chessua. Đây không chỉ là một nền tảng blockchain gaming thông thường mà còn là một hệ sinh thái đầy đủ với NFT Market, Trove, AMM Magic Swap, DAO Chessua Governance, Chessua Tanks và Chessua Creative, một bức tranh hoàn chỉnh cho Metaverse và NFT game. Vào tháng 12 của năm 2021, Chessua đã huy động thành công số vốn lên tới hơn 3 triệu USD bởi những cái tên lớn như 1KX hay Merit Cycle. Ở thời điểm hiện tại, tổng vốn hóa thị trường Chessua mới chỉ vỏn vẹn là hơn 220 triệu USD và token của dự án Namagic đang được giao dịch ở mức khoảng hơn 1 đô, còn rất nhỏ so với các hệ sinh thái gaming khác nên tiềm năng tăng trưởng cũng như là cơ hội đầu tư vào hệ sinh thái này là rất lớn. Tuy nhiên, có một điểm mà chúng ta không thể không phớt lờ là Chessua chưa thực sự có dự án gaming nào nổi bật để thu hút các nhà đầu tư cũng như là những người chơi game. Điều này có thể là thách thức lớn đối với Chessua khi mà việc cạnh tranh trên thị trường đang ngày càng trở nên khốc liệt. Mặc dù vậy, trong giai đoạn 2022 vừa qua, khi mà thị trường crypto đang chìm trong khủng hoảng, thì đội ngũ Chessua vẫn nỗ lực làm việc và trở thành một trong những dự án gaming hiếm hoi được listing trên Binance. Chessua có vẻ như đang làm rất tốt trong việc xây dựng nền tảng của mình trên Arbitrum, và mình thực sự hy vọng rằng họ sẽ sớm có những dự án game khác chất lượng để có thể cạnh tranh được với các blockchain gaming khác. Gala Game chính là cái tên đứng ở vị trí thứ 3 ở trong danh sách này. Nhắc tới Gala Game thì đầu tiên chúng ta cần phải nhắc tới Gala Game được thành lập bởi Eric Siermeier, một trong những người sáng lập ra VinGain, cũng là một trong những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp game truyền thống đến từ Mỹ. Điều này không chỉ đảm bảo về chất lượng mà còn đánh dấu sự chuyên nghiệp và uy tín của dự án. Trong thời gian qua, Gala Game cũng đã có những bước đột phá lớn khi phát triển riêng cho mình thành một blockchain game riêng. Đi kèm với đó là nhiều tiện ích hơn dành cho token Gala. Gala không chỉ đơn thuần là một token thông thường mà còn là sự kết hợp của ba cơ chế đồng thuận rất là quan trọng là Proof of Work, Proof of Stake và Proof of Stoga. Ở thời điểm hiện tại, hệ sinh thái Gala Game đang có hơn 18 dự án gaming khác nhau và hơn 40 dự án gaming đang trong quá trình xây dựng và chuẩn bị cho sự ra mắt. Không chỉ dừng lại ở đó, Gala Game còn cho thấy sự đa năng của mình khi họ còn phát triển sang các lĩnh vực khác như âm nhạc, phim và thậm chí là cả Metaverse. Rào cản lớn nhất mà Gala Game đang phải đối mặt là tổng vốn hóa thị trường của Gala đã sấp xỉ ở mức gần 1 tỷ USD, đồng thời mối quan hệ lục đục trong nội bộ cũng đang là sự cản trở với sự phát triển của hệ sinh thái game đầy tiềm năng này khi mà hai founder của họ vừa kiện nhau ra tòa vì mâu thuẫn cá nhân. Mặc dù vậy, hệ sinh thái Gala Chain chỉ sử dụng duy nhất một token Gala cho các hoạt động của hầu hết các dự án gaming trên đây,
Ngoài ra, Bylinux cũng chính là đối tác hàng đầu của dự án nên tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của Gala vẫn là rất lớn. Top 2, Rolin Network. Rolin là một sidechain của Ethereum được phát triển bởi Sky Marvel, gã khổng lồ đứng sau sự thành công rực rỡ của huyền thoại AC Infinity năm 2021. Ở giai đoạn trước, Rolin chỉ phát triển dành riêng cho AC Infinity. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Rolin đã thay đổi chính sách của mình và tập trung phát triển thành hệ sinh thái gaming nhằm đa dạng hóa hơn về hệ sinh thái của mình. Nắm bắt được cơ hội này, Biso, một dự án game NFT nông trại thế giới mở, đã ngay lập tức chuyển sang Rolin và trở thành một hiện tượng khi số lượng người chơi hàng ngày đã tăng trưởng nhanh chóng và đạt cột mốc hơn 100.000 người chơi. Tất cả điều này đều là nhờ Rolin, vì bản thân Biso vẫn chưa thực sự có một cập nhật gì đáng nổi bật cả. Với volume giao dịch hàng ngày gấp hàng chục lần so với Immutable X, hệ sinh thái game top 1 ở thời điểm hiện tại, và số lượng người dùng hàng ngày cũng vượt trội, nhưng hiện tại vốn hóa thị trường của Rolin mới chỉ bằng 1/6 so với Immutable X, nên tiềm năng tăng trưởng dành cho Rolin là rất rất lớn. Tuy nhiên, trong năm 2022 vừa qua, Rolin đã vướng phải vụ lùm xùm khi bị hack mất số tiền kỷ lục lên tới hơn 600 triệu USD. Sự kiện này đã trở thành một vết nhớp khó phai dành cho Rolin cũng như là toàn bộ thị trường crypto gaming. Mặc dù vậy, nhận thấy tiềm năng to lớn của Rolin nên cả Binance và gã khổng lồ Animoca Brands đã ra tay và cứu giúp Rolin ngay tại thời điểm đó. Qua đó chúng ta có thể thấy được rằng tiềm năng của Rolin là vô cùng lớn. Top 1 không ai khác chính là Immutable X. Immutable X là một hệ sinh thái game Layer 2 được xây dựng trên Ethereum. Được ra mắt từ những năm 2018 đến nay, Immutable X đã có hơn 200 dự án game với đa dạng các thể loại game khác nhau, cùng với hơn 20 sàn giao dịch NFT khác nhau. Trong đó, Illuvium là dự án gaming đáng được mong chờ nhất và chuẩn bị được ra mắt trong năm 2024 tới. Immutable X chính là sự khác biệt so với các hệ sinh thái game khác, khi mà hệ sinh thái game này đã gọi vốn thành công tới 5 vòng gọi vốn với tổng số tiền được tiết lộ là hơn 277 triệu đô la. Chưa dừng lại ở đó, sức hút của Immutable X còn khiến các ông lớn trong ngành công nghiệp game truyền thống cũng phải để mắt tới, khi lần lượt như GameStop, Ubisoft và ngay cả các khổng lồ thanh toán quốc tế Mastercard cũng đã trở thành đối tác chiến lược của Immutable X. Tuy nhiên, nếu các bạn có dự định đầu tư vào token IMX thì cần phải cân nhắc thật kỹ, khi mà tổng vốn hóa hiện tại của IMX đã ngót nghét gần 3 tỷ USD, kèm theo đó là tình trạng lạm phát ngày càng gia tăng và lịch trình unlock token kéo dài tới tận năm 2026 chính là rủi ro lớn nhất dành cho các nhà đầu tư đến sau. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có thể đầu tư vào các dự án gaming tiềm năng trên hệ sinh thái của Immutable X như God Unchained, Guy of Guardian và đặc biệt là Illuvium trong thời gian tới. Và trên đây là top 5 hệ sinh thái gaming có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất cho mùa bullish tới. Các bạn nghĩ sao về danh sách top 5 này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận video này để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Ở trong video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về top 5 token gaming có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhất trên hệ sinh thái của Immutable X cho mùa bullish tới, để các bạn có thêm nhiều góc nhìn mới cũng như là có thể nắm bắt được cơ hội đầu tư mới trong giai đoạn thị trường đang sôi động trở lại như ở thời điểm hiện tại. Ok, và video của mình xin được phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.